Ba ra vườn rau này. Con ơi, chào tất cả các bạn. Hôm nay bạn Bon được về quê hội chơi đấy các bạn ạ. Bây giờ bạn Bon ra vườn vặt rau với mẹ để làm bữa đấy. Con đi cẩn thận nhá. Ôi con ơi, dám hết bộ hành của ba rồi. Bon đi cẩn thận nhá, không dám hết bộ hành của ba nhá. Có gì hả con? Có gì đấy? Con bướm bướm. Ôi giỏi thế nhở, đúng rồi con bướm bướm đấy. Nào đi tiếp nào. Đây là rau su hào các bạn nhá. Bà trồng nhiều rau su hào cực kỳ luôn. Lại có cả ngô ở đây. Bon đi cẩn thận nào, không vào hết cây của bà. Ôi dám hết vào rau của bà rồi, đấy con đi vào rãnh nào. Rồi bây giờ bạn Bon ra vặt rau cải, mẹ về nấu cơm nhá. Rau cải bên này con này. Đằng sau con này. Con chỉ rau cải sao nào? Đúng rồi. Bạn Bon nhìn thấy con diều các bạn ạ. Diều đâu? Ồ đúng là có con diều thật các bạn ạ. Ở tít trên trời mà bạn Bon cũng nhìn thấy. Bon ơi, con ra đây con ơi, dám hết vào rau của bà rồi. Con chào các bạn nào. Quay đây đây. Đây mà, chào các bạn. Ơi là cái ngô nhá. Và đây là cây hành. Đấy, bà trồng nhiều rau quá nhở. Đây là rau cải này. Cũng trồng rất là nhiều rau cải đắng nhá. Cải này là để nấu canh cá rô đấy các bạn ạ. Ăn nó có vị hơi ngâm ngâm một chút xíu thôi nhưng mà rất là ngon nhá. Vườn của nhà bà bạn Bon có rất là nhiều cây nhá các bạn nhá. Cây mít, cây chuối này, cây ngô này. Bà trồng còn rau cải này, su hào này. Con ơi đâu rồi? Nào ra đây vặt rau nào. Ra đây con này. Cháu nhớ con ra về rồi. Ừ, con đi cẩn thận ngang nhá. Bạn Bon nhìn thấy con bướm bướm các bạn à, trắng nhặt rau thì cả ôi dám hết vào rau của bà rồi. Đúng rồi, con phải đi ở dưới rãnh nhá. Đây là cây gì hả con? Cây ngô đấy. Đây là cây ngô này, con cầm bằng cây ngô này này. Đấy, đây là cây ngô nhá con nhá. Ờ, cây ngô luộc bắp, lúc nào nó ra bắp mình cho vào luộc rất là ngon nhá. Bao giờ ra ngô thì về vặt ngô cho bà nhá. Đúng rồi, cây ngô. Bạn Bon nhá, bạn ngồi xuống vặt rau cho mẹ này, nhìn mẹ vặt này con này. Con cầm cái cải lên nhá. Con nhổ lên này, nhấc lên. Con cầm cái gốc, con nhấc nhẹ lên. Đấy, nhìn này. Thế là mình vặt được một cây rau rồi. Rau rồi. Rồi. Đây là cây rau gì nhỉ? Bon cầm đây, con cầm đây. Con bảo cho các bạn đi, đây là cây rau cải. Con bảo đi rau cải. Ờ, rau cải nấu với cá rô. Con cầm rau sổ đi, đi thẳng nào, đi. Đi sang bên kia mẹ con mình vặt nhiều rau hơn nhá. Ở bên này hết những cây to rồi nhỉ. Rau bây giờ thì cũng gọi là mới ăn được thôi các bạn ạ. Những cây con thì mình sẽ để nó to lên dần. Còn mình sẽ vặt những cây to trước để mình ăn. Ừ đúng rồi, con đi vòng ra kia. Con đi vòng sang kia. Cái rổ mẹ để kia kìa. Ôi, con cho vào cái rổ. Ôi, bạn Bon rất là giỏi nhá, đúng rồi, để vào đấy, đúng rồi, vặt tiếp đi con này. Con vặt rau đi, con này ngồi xuống con nhặt rau đi. Ôi, bạn Bon tìm được một cây rau rất là to nhá. Đây, con nhổ cái con cái cây rau này. À, các bạn ơi, nhìn bạn nhìn tới nhổ rau này. Con nhổ đi, con nhổ cái rau kia kìa. Con cầm dưới gốc, con cầm xuống dưới gốc. Đây, 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 mẹ bảo. Con cầm xuống gốc rồi này. Con nhổ rau các bạn nhá, đúng rồi, con cầm cả hai tay, con cầm một gốc rồi này. Nhổ lên, ôi, giỏi quá nhở. Rồi, con để vào rổ đi. Con để vào rổ nào. Con đi xếp vào. À, bấm Bon bị đất rơi vào chân các bạn ạ. Đâu. Rồi, sạch rồi, nào, đi xếp vào nào. Nào, con để vào rổ nào. Giỏi quá nhở. Nào, con nhổ cây tiếp theo nào. Bạn Bon cẩn thận nhá. Bon bạn nó không quen đi các bạn ạ. Nên là thỉnh thoảng cũng ngốc ngã. Đây đây,
nhổ, con nhổ tiếp đi. Nhổ rồi thôi mẹ ạ. Chưa đủ rau ở lấu đâu. Ôi, đừng cầm mà lá con ơi. Bọn mẹ cầm một gốc rồi nha. Nhìn này, con cầm một gốc rồi con nhổ lên này. Thế ta sẽ xuống hết đất, bớt đất đi nha. Sau đó bẻ vào rổ nào. Đúng rồi. Bọn biết đây là cây gì không? Con vừa dẫm vào rồi, đây là cái hành nhá, hành lá đấy các bạn ạ. Bà bà trái tao rồi. Đây là hành lá. Con chỉ đi, hành lá. À, hành này nhá, khi mà đến vừa, cây vừa lớn vừa thì mình sẽ nhổ cả gốc cả lá về mình cho vào canh đấy các bạn ạ, hoặc các món xào. Còn nếu mà mình để làm hành khô thì mình sẽ trồng nó già, nó lên hoa. Sau đó mình nhổ về vào đem phơi, cắt hết lá vật đi. Chỉ lấy củ thôi nhá, mà mình vẫn dùng để phi thơm lên đây để xào xáo đấy nhá. Đấy đi, con đi thẳng đi. Bây giờ bạn Bon sẽ thăm luống rau lang của bà nhé các bạn nhá. Ôi bạn Bon chưa đi hết lên cả luống thôi, đi xuống ránh mà con. Con phải đi xuống ránh chứ, con dám hết được rau của bà rồi. Đây là rau gì hả con? Đây là rau gì hả? Đây là rau gì? Đây. Đây, đây là rau gì nhỉ? À, đây là rau khoai lang. Con chỉ đi, rau khoai lang. Khoai lang. Đúng rồi. Đây nữa là ai? Đây cũng là rau khoai lang này các bạn này. Đấy, bà bạn Bon trồng rất là nhiều nhá. Bạn Bon tha hồ mà về ăn rau sạch nhờ. Ôi. Con nhìn nhiều rau không? Vườn nhà bà bạn Bon rất là rộng nha các bạn nhá. Rất là nhiều loại rau và hoa quả. Nhãn này, chuối này, mít này, thanh long này. Và rất nhiều loại rau nhá. Đây có diều. À, diều đâu con? Con chỉ diều đi xem nào. Đâu con diều đâu? Con chỉ con diều đi. Con diều đâu? Kia kìa. Bạn Bon là không tập trung vào chuyên môn gì cả. Mẹ bỏ vặt rau về để nấu cơm mà bạn ấy chỉ mải đi bắt bông bướm thôi các bạn. Ôi này đi lên xuống của bà rồi. Con phải đi xuống ránh này này. Dám hết sọ của bà rồi. Các bạn nhớ nhá, không được như bạn Bon nhá. Khi mình đi thì mình phải đi vào những cái ránh này nhá. Không được đi lên trèo lên xuống rau nhá, hỏng hết rau. Đi xuống dưới con, đi xuống dưới này. Mẹ bảo, con lại đây con, đi xuống dưới này con. Ờ, đi xuống dưới, đi ra đây. Con đi đâu vậy? À, con ra vặt rau à? Thế con đi ra vặt rau đi. Ra bên rổ rau cho mẹ nào. Mỗi lần bạn Bon về quê là bạn ăn được ăn rất nhiều rau sạch các bạn nhá. Và khi đi là bạn và cho rất là nhiều rau mang đi. Ôi vườn của bà thật là nhiều rau, rộng thế nhở. Thích không con? Đúng rồi, con nhổ rau nào. Con cầm một gốc, con cầm một gốc con nhổ lên. Con bơm bướm á, thôi kệ nó đi con. Con không bắt được đâu. Về bảo bố bắt nhá. À, con nhổ rau đi, con nhổ rau đi nào. Đây là cây la các bạn nha. Cây la này thì chưa ra quả đâu. Bạn Bon cứ mãi chạy theo hai con bướm bướm nữa các bạn ạ. Không bắt được đâu con, nó chạy nhanh lắm, nó bay nhanh lắm con ơi. Hai con bướm bướm này, bạn Bon cứ đuổi từ lên giờ nó bay rất là nhanh, làm sao mà bắt được? Không bắt được đâu con. Con ra vặt rau về đi. Đây là rau muống các bạn nhá, bạn Bon vừa dẫm lên rau muống. Rau muống này bà mới
nó găm xuống đất hay lên là nó cũng chưa được nhiều rau muống lắm. Đi đâu vậy con? Cái gì ạ con? Con gì đấy? Con diều. À, con chỉ xem là con diều đâu? Con diều. Đúng rồi. Đâu xem nào, xem con diều của bạn Bon nào. Ồ, các bạn có nhìn thấy không? Con diều nhỏ xíu ở trên như kìa, đấy. Bạn Bon, bạn nhìn thấy và bạn chỉ cho mẹ bạn ấy nhìn đấy. Nó bay đi đâu hả con? Nó bay ở trên trời à? Đây là con diều sáo các bạn nhá. Khi mà thả lên trời nó sẽ phát ra những bản nhạc. Đấy là do gió tác động vào nhá. Hay không con? Thích không? Đây là cây nhãn các bạn nhá. Vườn của nhà ông bà không những có rau mà còn có cả cây ăn quả nhá. Đây là nhãn này. Còn đấy là cây thanh long nhá. Thanh long rất là ngọt các bạn à. Sáng nay bạn Bon mổ một quả trong tủ lạnh bỏ ra mà ăn ngọt ơi là ngọt. Rất nhiều cây thanh long các bạn nhá. Đấy, ông bạn Bon dựng lên những cái cột để cho cây thanh long bám vào. Khi ra quả là mình chỉ việc ra cắt về thôi. Thanh long thì là hết mùa rồi các bạn ạ. Con diều á? Con diều ở trên trời mà. Cái tí nữa bố về để bảo bố làm diều cho con thả lên trời nhá. Làm diều cho con chơi nhá. Cái gì đẹp hả con? Con diều. Con diều à? Thế tí về bảo bố làm nhá. Có thích không? Mát không? Mát hết à? Về quê mát nhỉ? Đây mà con, nó ở đằng này này. Ra đây đổ rau về cho mẹ nào. Xong bữa rồi nào. Đủ rồi, để mẹ mang về nấu cơm nào. Bên này mà, rau bên này mà. Ừ, mẹ biết con diều rồi, tí về bảo bố làm một con như thế nhá. Đi về con. Đi về con. Bạn Bon bạn ấy gọi diều các bạn ạ. À. Bạn ấy bảo là diều ơi anh đây. Con có thấy diều có nghe đấy không? À, sao lại đánh diều? Anh yêu diều. Anh thích diều. Phải không? À. Rồi. Chà tí đi đâu đây? Bye bye á? Con bye bye diều à? Con bye bye diều vào nấu cơm hả? Nào ra bê rổ rau cho mẹ nào, rổ rau ở đâu? Ra bê đi con. Nào đi nào. Đi cùng mẹ ra bê rau nào.